Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay em lên tiếp cái clip này, xin giới thiệu đến anh em một sản phẩm mới. Đó là combo tủ đài Bioner về từ Nhật nha anh em. Model là FS440. Combo tủ đài 3 cục thêm 2 lo tai nữa là tổng cộng là 5 cục. Thì cấu hình thì cũng như những cái bộ trước em đã giới thiệu với anh em, thì nó chạy mâm thang, radio, tín hiệu ngoài vào. Thì đặc biệt này nè, ngoài vào thì có thêm cả ống AUX, thì mình có thể kết nối được một lúc hai thiết bị đồng ngoài vào, kết nối hai thiết bị ngoài. Mình sử dụng kết nối đầu CD, đầu băng khói một lúc là ok. Sơ bộ thì em xin giới thiệu với 3 chức năng là radio, mâm thang và ngõ tín hiệu ngoài vào. Sau đây anh xin test chất âm với hoạt động của máy cho anh em nha. Tự động cần đưa cần vô và tự động đưa ra khi hết đĩa, rất tiện cho anh em sử dụng. Mình không sợ tay mình đưa ra đưa vô mà sơ xích thì bị hư kim, thì mình không sợ vấn đề đó. Với cái chế độ full auto này, mẹ ra tự tay gói gửi cho em. Xin quay sát cho anh em nha. Đây là FS440 full auto, gần còn sáng lắm. 3 xoay đĩa 17, 25, 30, chế độ ra vô đĩa đây, ta cút ra hoặc vô, repeat là lặp lại. Ở chế độ này là hát hết đĩa sẽ tự động lặp lại hát tiếp. Mình theo hai tốc độ, hai xe đĩa đó, 3345 đang chạy đĩa 33. Đây là phần mặt máy, mặt máy nhôm phay nha, nhôm phay xước bóng nha anh em. Đây thì nó có bầu chọn chế độ lo 2 channel hoặc là 4 channel, có 2 chế độ 4 channel, thay đổi chất âm, bass, chép, ba lăng, volume, có cả low net. Đây là tape monitor, một cổng mình có thể kết nối đầu tape măng hoặc đầu băng khói vô đây, là một ngõ tín hiệu vô. Đây là selector, phono, AM, FM, AUX, thêm một ngõ tín hiệu kết nối tín hiệu ngoài vào nữa. Đây là một cái hộp để đĩa hoặc là để đầu băng, hoặc đầu CD nha anh em. Không quên người sương gió hương trời, âu yếm người tình đi muốn mong. Thì em xin giới thiệu luôn cấu hình lo của bộ này. Lo lớn á thì hai đường tiến, một bass 20, một chép đơm, chép nhôm nha.
tài lời cơm và mũi nhôm, bát 20 lồng vàng màn SP, màn đóng SP nha anh em. Bao nhiêu yêu thương anh. Câu hình lo tai á thì nó là một đôi toàn giải 16, một đôi bát toàn giải 16. Đợi xuân hồng ngày mai. Đã bao phen mau anh buồn cho còn lại đến mãi. Chúng âm này thì nghe nhạc xưa, nhạc vàng rồi rất là ok, nhẹ nhàng. Cha đã lấy khi sạch nợ sông núi rồi. Bằng nóc máy còn rất là liền lạc nha anh em. Vui cùng xuống nước đàn châu, với cây đa thoáng chung hàng cầu, với con đê có chiếc cầu tre. Đã bao năm vắng chân anh nên trở thành hoang bên. Ra vô ấy. Ra vô không mét hai, ra vô bắt rất là ok luôn á. Ở mức báo động 2 trên báo động 3, có nơi trên báo động 3. Đến ngày 5 tháng 10 mức được gửi xuất cho các tổ quân đê đi khám cùng hỏi sự khơi đi an tư miền đặc nặng. Sau đó tiếp tục xuống, nguy cơ xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng che sông, vùng ngoài đê bao và sạt lở bờ sông tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp. Dậy phụ nổ lại. Đón đang say nguyện, xin cảm ơn, xin cảm ơn người nằm xuống. Để có một ngày cho chúng mình, ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mê. Lại chiều ngang của máy là 1m41, cao là 63 phân và chiều sâu là 36 nha anh em. Hãy
em tìm làng quê. Từ khi vào lĩnh rồi lành pha cuộc vui, ngày nào còn câu gian dối, tôi mãi chưa quên lời ai nói yêu tôi rồi mà lòng người thường hay. Đời linh còn những gì, ước mơ làm chi, một lần buồn chưa vội xóa. Quê cũ khi bao tình, tôi mến đêm trăng rằm, mộng này hiền hòa bên mái tranh. Năm xưa tôi nhớ nơi này, tín hiệu ngoài màu đánh tiếng rất tốt nha anh em. Lời nào ta góp vào tim nhau trong mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi. Xin chân thành cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi clip của em. Hẹn gặp anh em ở những clip tiếp theo nha. Cảm ơn anh em.